Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 29 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Công bố quyết định hợp nhất chi cục thuế khu vực. Lâm Đồng hỗ trợ kinh phí cho phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Sức sống mới trên xã nông thôn mới. Thêm 15 thủ tục trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp. Thành lập tổ hợp tác để phát triển cây trồng một cách bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay 29 tháng 7 tại thành phố Đà Lạt, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị công bố quyết định 919 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Vũ Kim Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thuế cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các huyện thành phố đã tham dự. Theo quyết định 919 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sẽ hợp nhất chi cục thuế huyện Đức Trọng và chi cục thuế huyện Đơn Dương thành chi cục thuế khu vực Đức Trọng Đơn Dương có trụ sở tại huyện Đức Trọng. Hợp nhất chi cục thuế thành phố Bảo Lộc và chi cục thuế huyện Bảo Lâm thành chi cục thuế khu vực Bảo Lộc Bảo Lâm có trụ sở tại thành phố Bảo Lộc. Cũng tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định về tổ chức bộ máy hoạt động của các phòng ban chuyên môn và bổ nhiệm ban lãnh đạo hai chi cục thuế khu vực Đức Trọng Đơn Dương và chi cục thuế khu vực Bảo Lộc Bảo Lâm. Được biết, tỉnh Lâm Đồng là một trong 6 địa phương trên cả nước triển khai thí điểm việc hợp nhất sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay, địa phương đã hợp nhất 11 chi cục thuế các huyện, thành phố thành 5 chi cục thuế khu vực. Riêng huyện Di Linh do đặc thù địa bàn rộng, nhiều đơn vị hành chính xã, thị trấn nên được giữ nguyên chi cục thuế huyện Di Linh. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và ông Vũ Kim Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thuế đã chúc mừng đánh giá cao đề án hợp nhất, sắp xếp lại hệ thống chi cục thuế các huyện thành phố trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các chi cục thuế khu vực được hợp nhất lần này tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm cho các phòng ban chuyên môn, các tổ đội địa bàn và từng cán bộ công chức một cách cụ thể phù hợp với trình độ, năng lực, vị trí công tác. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Tổng cục Thuế cũng lưu ý, các chi cục thuế khu vực cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong công tác thu ngân sách trên địa bàn trong thời gian tới. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị gặp mặt chức sắc đạo tin lành trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt về tình hình tổ chức hoạt động, tâm tư nguyện vọng của các chức sắc tín đồ của các hệ phái tin lành trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội, kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2019-2024, cũng như nhiệm vụ công tác mặt trận những tháng cuối năm. Đối với các hệ phái tin lành, từ đầu năm đến nay, các hoạt động sinh hoạt tôn giáo diễn ra đều tuân thủ đúng pháp luật và theo quy định của hội. Các chức sắc luôn nhắc nhở bà con giáo dân về việc trách nhiệm của một công dân, sống phúc âm theo pháp luật, từ đó xây dựng đời sống khu dân cư văn hóa, đồng thời động viên bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Các chức sắc đạo tin lành cũng có ý kiến về việc tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là bà con vùng Ca Đơn, huyện Đơn Dương phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. Vấn đề tín dụng đen vẫn còn diễn biến phức tạp, cần phải giải quyết dứt điểm, tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ cảnh quan chung. Ngoài ra, các vấn đề về giấy phép hoạt động của các chi hội mới của hệ phái tin lành, vận động người dân có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, ngăn chặn các tệ nạn xã hội cũng đã được các chức sắc đạo tin lành nêu lên tại hội nghị gặp mặt này. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận tổng hợp, trả lời để giải quyết kịp thời những tồn tại vướng mắc hiện nay của các chức sắc và tín đồ đạo tin lành trong tỉnh. Trong phần tiếp theo của chương trình, Lâm Đồng công bố mức kinh phí hỗ trợ cho phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Những đổi thay ở xã Quảng Trị, huyện Đà Tẻ từ khi xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn về chính sách đối tượng mức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo quyết định 793 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thống nhất hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi, có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Với mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại là 25.000 đồng một ký hơi. Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác, mức hỗ trợ là 30.000 đồng một ký hơi. Mức hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh động vật đối với ngày làm việc bình thường là 200.000 đồng một người.
Hỗ trợ làm việc trong các ngày nghỉ, lễ, Tết là 400.000 đồng một người. Nguồn kinh phí hỗ trợ do Ủy ban dân các huyện thành chủ động sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách để thực hiện hỗ trợ. Quyết định này sẽ có hiệu lực đến hết tháng 12 năm 2019. Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng còn hơn 9.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,85%, giảm 3,82% so với năm 2016. Giai đoạn bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn đánh giá theo chuẩn nghèo đa chiều. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn hơn 6.000, chiếm tỷ lệ 8,5%, giảm gần 11% so với năm 2016. Hộ cận nghèo còn gần 14.000 hộ, chiếm tỷ lệ 4,39%, giảm 0,73% so với năm 2016. Có được kết quả trên là nhờ, trong thời gian qua, Lâm Đồng luôn quan tâm công tác bảo trợ xã hội, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em tiếp tục được chú trọng thực hiện. Mặt khác, các chương trình 135, chương trình xóa nhà tạm và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện, nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, giao khoán bảo vệ rừng, đào tạo nghề, v.v. Từ tổng số vốn được phân bổ để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019, đến nay Lạc Dương đã có 3 trên 5 xã hoàn thành các tiêu chí của đề án xây dựng nông thôn mới. Huyện Lạc Dương đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới. Lạc Dương là địa phương có trên 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Các xã trên địa bàn đều thuộc vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nên có nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Do vậy, huyện Lạc Dương xác định không đầu tư dàn trải mà mỗi năm phấn đấu có một xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, việc đầu tư vốn thay vì tập trung cho các xã đạt tiêu chí thì sẽ ưu tiên cho xã đạt gần đủ các tiêu chí để sớm về đích. Từ tổng số vốn được phân bổ để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019, đến nay huyện Lạc Dương đã có 3 trên 5 xã hoàn thành các tiêu chí của đề án xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện không có tình trạng nợ động vốn xây dựng cơ bản. Từ những kết quả này, huyện Lạc Dương đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới. Trên 3 tỷ đồng là số tiền mà Ủy ban Nhân dân huyện Đông Sơn phân bổ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 trên địa bàn huyện. Theo đó, các công trình dự án được đầu tư hỗ trợ như phát triển các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được phân bổ hơn 1,1 tỷ đồng. Hỗ trợ chương trình xây dựng và phát triển mỗi xã một sản phẩm 90 triệu đồng. Hỗ trợ vệ sinh môi trường khắc phục ô nhiễm là 800 triệu đồng. Hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 80 triệu đồng. Hỗ trợ duy tu bảo dưỡng vận hành công trình sau đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Với việc đầu tư duy tu các công trình sẽ tạo điều kiện để huyện Đam Sông hoàn thành các mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Trong những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Rõ ràng, chính việc xây dựng nông thôn mới không chỉ mang lại diện mạo mới cho vùng nông thôn, nâng cao ý thức của người dân mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại xã Quảng Trị, huyện Đà Tẻ, một trong những xã điểm của tỉnh đạt chuẩn tiêu chí môi trường trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Là một trong những hộ gia đình có tổng đàn heo lớn của xã Quảng Trị, bà Lê Thị Phương ở thôn 8 cho biết, từ khi được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động hướng dẫn cách thức đảm bảo môi trường trong chăn nuôi, ngoài việc tuân thủ các quy trình về xả thải, xử lý chất thải trong chăn nuôi, gia đình bà còn tận dụng chất thải này để xây dựng hầm biogas phục vụ cho việc đun nấu sinh hoạt của gia đình. Phải dùng hầm biogas vì thêm chuông đó xịt hàng ngày sạch sẽ, môi trường sạch sẽ, trước hết là cho bản thân sau đó là cho cộng đồng. Không chỉ gia đình bà Phương mà hiện nay, việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Trị đã lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Những câu chuyện như bà Khải, chị Tuyết ở thôn 3 xã Quảng Trị trồng hoa cỏ lạc để tạo cảnh quan xanh sạch cạnh hàng rào nhà mình làm nhiều người khá ngỡ ngàng. Theo thời gian, loài cây này phát triển khá tốt, thân thiện với môi trường, sau đó được người dân trên địa bàn xã nhân rộng trên các tuyến đường. Cái chủ trương lớn của chi bộ và phụ nữ thì trước hết là phải làm vệ sinh môi trường và trồng hoa cỏ lạc để cái tầm nhìn của đường sạch đẹp và cảnh quan càng ngày càng sạch đẹp hơn. Với phương châm lấy dân làm gốc, linh động sáng tạo trong chỉ đạo điều hành công việc,
Nhờ đó, tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị luôn nhận được sự đồng hành của nhân dân tham gia. Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều thể hiện trách nhiệm và gắn trách nhiệm của mình trong việc tham gia. Toàn thôn là có là 78 hộ, là đa số là sử dụng nước sạch hết. Dạ thì để mà có như đào nguồn nước đảm bảo vệ sinh thì là hết là có như phải mình chọn những cái nguồn đất ấy cho nó phù hợp, cá và đảo không bị là úng nước, rồi là có như bên cạnh đó là có như không cho nước tồn đọng, là có như ở quanh xung quanh diễn mình tránh những cái chỗ mà có như nó ngấm xuống diễn. Cái vấn đề mà thực hiện để cho làm cho người dân tin tưởng, và cũng như là cái vấn đề mà thực hiện cái môi trường đạt cái tiêu chuẩn mà được cái an toàn và bảo đảm trong lần sạch ở địa phương, thì với phương tâm chỉ đạo thì đảng ủy chúng tôi có nghị quyết cụ thể để chỉ đạo đến cho các chi bộ, và trên cơ sở hàng tháng là chúng tôi cho anh em trong cơ quan quản lý về môi trường rồi địa chính sẽ đi kiểm tra về cái điều kiện của là từng hộ dân cư, rồi khu vực là nào mà điểm rác thải chúng tôi quy định, để là chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cho có cái giải pháp làm tốt hơn. Về xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻ hôm nay, chúng ta thấy rõ bức tranh nông thôn mới với những con đường bê tông, ngõ xóm sạch đẹp, môi trường cảnh quan được cải thiện. Người dân ở Quảng Trị, huyện Đạ Tẻ giờ đã có một đời sống khác. Ở đó mỗi người đều cảm nhận được sự thay đổi trong từng việc làm, hành động cụ thể. Họ luôn ý thức trách nhiệm của mình để góp phần cùng với địa phương trong giữ gìn môi trường sống trong lành trên những vùng quê. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Trong tháng 7 năm 2019, các lực lượng chức năng trực thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra, thanh tra 236 vụ. Qua đó xử lý 173 vụ, gồm buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, 33 vụ, hàng giả 21 vụ, gian lận thương mại 113 vụ, vi phạm khác 6 vụ, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 644 triệu đồng, phạt bổ sung và truy thu 562 triệu đồng. Hàng hóa tịch thu gồm quần áo, đồ chơi trẻ em, đồng hồ, thực phẩm đông lạnh và một số loại hàng hóa khác có giá trị 192 triệu đồng. Trong thời gian tới, ngoài đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, các lực lượng chức năng trực thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến các đối tượng sản xuất kinh doanh, cam kết sản xuất kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra phát hiện các hành vi lợi dụng kẽ hở trong cơ chế chính sách để gian lận thương mại, khai báo sai về số lượng, tên hàng, kiểm tra việc thực hiện đo lường chất lượng hàng hóa, hạn chế các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chiều ngày 29 tháng 7, tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm. Với chủ đề Tuổi trẻ Lâm Đồng xung kích về cuộc sống cộng đồng, trong 6 tháng đầu năm, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã tổ chức 60 đợt công tác xã hội dọn dẹp vệ sinh, nạo vét kênh mương với tổng chiều dài hơn 100 km, khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 850 người nghèo, cắt tóc miễn phí cho hơn 500 em thiếu nhi, phát động chương trình hiến máu tình nguyện và thu được hơn 5.700 đơn vị máu, lắp đặt được một công trình đèn năng lượng mặt trời với tổng trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, có hoạt động sao quân ngày Chủ nhật xanh, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tiếp sức mùa thi đã đạt được những kết quả tích cực với những công trình phần việc mang lại giá trị thụ hưởng cao cho người dân. Việc triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên cũng đã được các cấp bộ đoàn thực hiện hiệu quả. Qua đó, các cơ sở đoàn trong tỉnh đã trao tặng 500 suất học bổng cho học sinh sinh viên nghèo trị giá hơn 300 triệu đồng, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho hơn 850 đoàn viên thanh niên và tổ chức được trên 300 giải thi đấu thể thao, tạo sân chơi giao lưu bổ ích cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Với những kết quả đạt được trong những tháng cuối năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện trong đoàn viên thanh niên, tiến hành đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức các chương trình vui hội trăng rằm cho các em thiếu nhi và các hoạt động tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn hội trong tỉnh. Ngày 28 tháng 7, sau 2 ngày thi đấu tại trường Đại học Đà Lạt, giải võ thuật Nghĩa Dũng Karate Do tỉnh Lâm Đồng mở rộng lần thứ 3 năm 2019 đã bế mạc. Giải năm nay quy tụ gần 200 vận động viên của 19 đoàn tranh tài ở 45 nội dung ở các lứa tuổi với hai nội dung quyền thuật và đối kháng. Đặc biệt năm nay giải có thêm nội dung mới như thi kata lứa tuổi trên 30, thi binh khí Karate Do. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải năm nay có nhiều nét đổi mới với sự tham gia tranh tài của các địa phương bạn. Số môn sinh thi đấu khá đông, nhiều trận so tài hồi hộp với nhiều thứ hạng thay đổi, trình độ đồng đều hơn các năm trước. Cũng tại giải năm nay, ban tổ chức đã trao trên 1.300 quyển sách các loại đến với các môn sinh không bỏ được.
Kết quả, ban tổ chức đã trao huy chương các loại ở các nội dung kata và kumite các lứa tuổi. Giải Nghĩa Dũng Karate Do mở rộng lần thứ 3 là dịp để các vận động viên trong các câu lạc bộ trong toàn tỉnh giao lưu học hỏi, đồng thời phát hiện những vận động viên năng khiếu bổ sung cho đội tuyển Karate Do của tỉnh. Phần tin trong nước có những thông tin đáng chú ý. Sẽ có thêm 15 thủ tục hành chính được triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu. Virus viêm gan B, kẻ giết người thầm lặng. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, dự kiến sẽ có thêm 15 thủ tục hành chính được triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu. Cụ thể, phía Tổng cục Hải quan tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2019, cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối 174 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành, xử lý trên 2,3 triệu hồ sơ của hơn 30.900 doanh nghiệp. Số lượng hồ sơ được xử lý là trên 500.000 bộ. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành, rà soát hoàn thành công tác xây dựng hệ thống và chuẩn bị triển khai thí điểm đối với 15 thủ tục hành chính như thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, thủ tục cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in. Đà Nẵng được mọi người biết đến là một thành phố xinh đẹp có dòng sông Hàn thơ mộng và bãi biển trải dài. Và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao là một trải nghiệm rất tuyệt vời mà các vận động viên dù lượn được tận hưởng khi tham gia giải dù lượn bay trên Tiên Sa. Vượt qua mây trời, ngắm nhìn những cánh rừng nguyên sinh trên bán đảo Sơn Trà hay ngắm toàn cảnh thành phố biển Đà Nẵng từ trên cao, đó là những gì mà các vận động viên dù lượn được trải nghiệm khi tham gia giải dù lượn bay trên Tiên Sa do thành phố Đà Nẵng tổ chức. Không chỉ có cảnh đẹp từ trên cao, các vận động viên còn đánh giá cao nét hoang sơ của Sơn Trà ở tuyến đường đi lên bãi bay. Nhìn từ thành phố Đà Nẵng từ trên cao thì vô cùng xinh đẹp với sự hiền hòa của biển và một thành phố đang phát triển và bán đảo mà chúng ta đang đứng ở đây thì tôi cảm thấy rất là phấn khích và nó đã thêm cho tôi động lực để tôi hoàn thành được chuyến huấn luyện phi công bay đơn và để cho tôi có cảm hứng để tôi có thể nuôi dưỡng những cái ước mơ bay của mình. Gần như là ít cái nơi nào mà có. Vì có núi, có biển, có sông nữa, rồi có cầu rồng, nói chung là mọi người bay theo đánh giá của các phi công nước ngoài thì ai cũng rất là thích cái điểm này. Chỉ trong 2 ngày tổ chức, đã có 300 lượt bay của hơn 80 vận động viên tham gia giải dù lượn bay trên Tiên Sa 2019. Con số này đã thể hiện sự hấp dẫn của điểm bay tại bán đảo Sơn Trà và mở ra tiềm năng cho một loại hình dịch vụ du lịch mới tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Nó sẽ có tác dụng, rất nhiều tác dụng, gia tăng số lượng và chất lượng thành viên cho câu lạc bộ, đồng thời là giúp cho thành phố quảng bá du lịch, trở thành một cái sản phẩm du lịch trong tương lai. Nhiều năm qua, môn thể thao dù lượn đã phát triển khá mạnh mẽ ở Việt Nam và Đà Nẵng đã tận dụng những ưu đãi mà thiên nhiên mang lại bằng cách tổ chức thường niên giải dù lượn trên bán đảo Sơn Trà, giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước biết đến Đà Nẵng từ một góc nhìn hoàn toàn khác, một góc nhìn toàn cảnh từ trên cao. Liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án cải tạo nâng cấp nhà máy, đổi mới công nghệ xử lý rác của các đơn vị xử lý rác hiện hữu và một số dự án đã có chủ trương đầu tư, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ các dự án để sớm được phê duyệt. Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối phối hợp với các sở ngành liên quan tiếp tục thẩm tra để hoàn thiện các nội dung liên quan đến dự án chuyển đổi công nghệ, đầu tư xử lý rác ở các đơn vị, đánh giá hàng quý, chi tiết kế hoạch triển khai. Nếu không đáp ứng tiến độ triển khai cải tạo, xây dựng nhà máy mà không có động thái tích cực thực hiện đầu tư dự án thì đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý theo quy định. Đồng thời, thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ thủ tục đất đai trước ngày 16 tháng 8 năm 2019 để bổ sung hoàn thiện pháp lý cho các dự án. Hiện mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh thải ra khoảng 8.300 tấn rác thải rắn sinh hoạt, trong đó 76% được chôn lấp, 14,7% tái chế nhựa, còn lại là đốt không phát điện. Công nghệ xử lý rác lạc hậu, chủ yếu là chôn lấp đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường tại thành phố. Hôm nay 29 tháng 7 là ngày quốc tế bảo tồn hổ. Là một trong số 13 quốc gia còn hổ sinh sống ngoài tự nhiên, song số lượng hổ ở Việt Nam đang ngày càng suy giảm và có nguy cơ tuyệt chủng rất cao.
Đây cũng là nội dung chính trong tọa đàm Số phận loài hổ và tình trạng bảo tồn các loài nguy cấp ở Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý đã cùng nhìn nhận những số liệu đáng báo động liên quan tới tình trạng bảo tồn hổ tự nhiên tại Việt Nam. Theo thống kê từ các chi cục kiểm lâm, năm 2001, quần thể hổ trong toàn quốc ước tính có thể còn hơn 100 cá thể. Nhưng sau 10 năm, điều tra của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật năm 2011 cảnh báo số lượng hổ hoang dã của Việt Nam đã suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn khoảng trên dưới 30 cá thể. Nghiêm trọng hơn, số liệu cập nhật năm 2016 cho thấy số lượng hổ ngoài tự nhiên có thể chỉ còn dưới 5 cá thể và được đánh giá là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Việt Nam đã có chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014-2022 nhằm bảo vệ, bảo tồn hổ, sinh cảnh và con mồi của hổ. Nhưng các chuyên gia đều đánh giá mục tiêu này là thách thức khó vượt qua. Hiện, Việt Nam vẫn chưa có số liệu thống kê, nghiên cứu về sự phân bố, khả năng sinh tồn, bảo tồn của loài hổ tự nhiên. Trong khi đó, thực trạng buôn bán hổ, các sản phẩm từ hổ vẫn diễn ra phức tạp. Nhiều dự báo cho rằng, sau sự biến mất của con tê giác cuối cùng năm 2010, hổ sẽ là loài thú lớn tiếp theo của Việt Nam được đưa vào danh sách tuyệt chủng trong tự nhiên. Theo thống kê, cứ 100 người có đến 20 người nhiễm virus viêm gan B. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B cao nhất trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Theo các bác sĩ, hầu hết bệnh nhân viêm gan B nhập viện đều trong tình trạng nặng, do bệnh tiến triển âm thầm rất khó phát hiện. Thậm chí sức khỏe vẫn bình thường và hầu như không có triệu chứng nào. Bệnh nhân này được phát hiện nhiễm virus viêm gan B khi đang điều trị căn bệnh u lympho tại bệnh viện ca. Trước đó, bà không hề biết mình mang loại virus này vì không có biểu hiện triệu chứng rõ rệt. Chính vì thế, khi được chỉ định điều trị thuốc, bệnh nhân này thấy chưa cần thiết nên không dùng thuốc ngay. Lúc tôi vừa hai canh mang trên người hai cái căn bệnh đấy, nặng thì tôi hiểu là thì tôi là chữa ung thư trước thì sau đó mới đi sang gan được. Như chúng ta đã biết thì viêm gan B là bệnh mãn tính, đã dùng chỉ định dùng thuốc kháng virus chúng ta phải điều trị kéo dài. Nhưng nếu bệnh nhân mà tự ý bỏ thuốc thì virus sẽ bùng phát lên và nó gây tổn thương gan và có nhiều trường hợp suy gan, ứ mật rất là nặng và nhiều trường hợp phải có thể phải tử vong nếu mà chúng ta đi bỏ thuốc giữ chừng mà không có chỉ định của bác sĩ. Anh Doãn Tiến Hưng phát hiện bị viêm gan virus B đã 15 năm nay. Nhưng vì không biết viêm gan B gây tổn thương gan như thế nào, cần phải được điều trị ra sao, thậm chí chỉ thấy hơi mệt mỏi thời gian ngắn nên anh đã không dùng thuốc. Chỉ khi men gan tăng cao phải nhập viện, anh mới quan tâm hơn đến căn bệnh này. Chỉ biết là mình mang cái virus viêm gan B nhưng mình cũng không quan tâm đến nó lắm. Thì từ khi làm viện đấy thì mới được các bác sĩ tư vấn cho là nó cái viêm gan B nó cũng rất là nguy hiểm. Tại khoa viêm gan, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho khoảng gần 100 bệnh nhân viêm gan virus. Trong đó có nhiều bệnh nhân phát hiện muộn, gây ra nhiều biến chứng, làm cho quá trình điều trị gặp nhiều tốn kém, mất nhiều thời gian, tiền bạc. Thậm chí, có nhiều trường hợp bệnh nhân tự ý ngưng điều trị thuốc kháng virus, khiến bệnh diễn biến phức tạp. Thì đối với cái nhiễm virus viêm gan nói chung, thì nó cũng như là nhiễm các cái siêu vi khác. Thế ban đầu người ta cảm giác mệt mỏi nhưng là nhiễm các cái siêu vi rồi mọi chuyện nó cũng ổn. Thế người ta lại thấy sống sinh hoạt bình thường. Thế người ta cũng cứ tưởng như là cũng không có vấn đề gì. Người ta lại khỏe mạnh đi làm bình thường. Thế thành ra là chỉ cái khi bất thường là cái khi bệnh nặng rồi người ta mới đến thì thường là lúc đấy nó lại muộn mất rồi. Bệnh viêm gan đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO gọi với cái tên là kẻ giết người thầm lặng do bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, phòng tránh biến chứng. Đối với viêm gan B, hiện nay biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất là tiêm vaccine. Còn đối với những bệnh nhân đã bị nhiễm virus viêm gan B thì cần được phát hiện sớm và điều trị, tránh lây lan trong cộng đồng. Hôm qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên kiểm tra phát hiện và bắt giữ một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Số hàng hóa bị bắt giữ gồm 7.380 chai bia chai nhãn hiệu Heineken, 15.000 chai sữa Ensu dạng nước, 1.116 lon sữa Ensu dạng bột, trọng lượng 900 gram. Số hàng trên được ngụy trang bằng các thùng nhựa, chở trứng gia cầm ở bên ngoài. Đáng chú ý, trên nhãn hiệu của sữa Ensu dạng nước có ghi dòng chữ Not to be sold in Vietnam or Mexico, tạm dịch là không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam hoặc Mexico. Toàn bộ số hàng hóa trên do tài xế Hoàng Hiếu Nhân, sinh năm 1985, quê quán Quảng Trị, điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 74C06933, chạy hướng từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.
Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, chủ hàng không có mặt để xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Hiện tại, số hàng hóa nói trên đã được đưa về đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Yên để xử lý theo quy định của pháp luật. Phần cuối chương trình thời sự tối nay, hợp tác để phát triển cây cam đường canh ở huyện Lâm Hà, qua đó để các thành viên trong tổ hợp tác yên tâm gắn bó với cây cam đường canh ở địa phương. Thưa quý vị, cây cam đường canh hay còn gọi là cam tiếng vua xuất hiện ở Lâm Đồng nhiều năm trở lại đây và cây trồng này đã khẳng định được hiệu quả kinh tế cao. Để nâng cao hiệu quả sản xuất cây trồng này ở quy mô lớn và tìm đầu ra ổn định trên thị trường, những người nông dân ở hai xã Gia Lâm và Đông Thanh huyện Lâm Hà đã thành lập tổ hợp tác để phát triển cây trồng này một cách bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình ông Đặng Văn Dầu ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, trồng hơn 1.500 cây cam đường canh đang cho thu hoạch rộ. Theo ông, bình quân mỗi cây cho thu hoạch từ 30 đến 40kg một vụ với giá bán 40.000 một ký tại vườn. Đây là mức giá được các thành viên trong tổ hợp tác trồng cam đường canh thống nhất để tiến hành thu gom cung cấp cho các thị trường trong và ngoài tỉnh. Gia đình cũng đang cố gắng để làm sao làm cho nó hiệu quả, làm nó tốt. Nhưng đến bây giờ thật sự là thấy nó cũng đang có hiệu quả. Chúng tôi chỉ mong muốn làm sao để có một cái thương hiệu nó tốt, để trong cái tổ hợp tác này nó có một cái đầu ra nó ổn định. Tổ hợp tác trồng cam đường canh ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà có 10 thành viên, tham gia với tổng diện tích khoảng 10 hectare. Khi tham gia vào tổ hợp tác, các thành viên trong tổ phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy trình sản xuất của Việt Gáp để đảm bảo quả cam sạch và ngon. Ngoài ra, việc hỗ trợ về kỹ thuật trồng chăm sóc cho cây cam sao cho hiệu quả cũng là những việc được các thành viên trong tổ chú trọng. Bước đầu thì tôi thấy cái hiệu quả kinh tế của cây cam mang lại thì rất là tốt so với các loại cây trồng của cái vùng Lâm Đồng mình bây giờ. Đầu tiên là chúng tôi cũng tự mày mò, và sau đó rồi muốn lập vào cái tổ hợp tác này thì là sẽ được có các nhà khoa học giúp đỡ thêm một số cái kỹ thuật nữa. Dần chúng tôi đã muốn cái sản lượng là cái thuốc, thứ nhất là thuốc làm sao cho bảo vệ tốt nhất cho người tiêu dùng và hiệu quả cho người nông dân sử dụng, giá thành rẻ nhất. Cam đường canh không phải là cây trồng phổ biến ở vùng đất Đông Thanh, huyện Lâm Hà, nhưng với hiệu quả kinh tế mang lại và sự liên kết phát triển của những người dân gắn bó với cây trồng này đã cho thấy những tiềm năng kinh tế cũng như hướng đi đúng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Đối với chủ trương chung của huyện Lâm Hà thì sẽ có cái chủ trương là sẽ đầu tư vào cho các cái tổ liên kết sản xuất. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai. Còn vấn đề thứ ba nữa thì tiếp sau khi mà thành lập tổ hợp tác rồi thì chúng tôi sẽ có cái hướng là sẽ thành lập cái được công nhận là tổ Việt Gáp của cây cam đường canh. Cái thứ tư nữa là sẽ tiếp tục đi tìm cái đầu ra cho sản phẩm thì nó phải còn phải liên kết đến nhiều vấn đề. Thứ nhất về chất lượng, thứ hai là về cái tổng cái sản lượng và ký kết hợp đồng nó phải đảm bảo được cái góc độ theo cái yêu cầu của thị trường. Với hàng chục tấn cam xuất bán cho thị trường mỗi ngày và những hợp đồng bao tiêu lớn, đó là thành quả từ việc liên kết sản xuất của các thành viên trong tổ hợp tác trồng cam ở Gia Lâm và Đông Thanh, huyện Lâm Hà có được. Với những chiến lược phát triển cụ thể và rõ ràng, cách làm này đã mang lại niềm tin và sức mạnh cho các thành viên trong tổ yên tâm gắn bó với cây cam đường ở địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.